ý là tiểu trương tử di triệu uẩn trác được giới chuyên môn trung quốc đánh giá cao khả năng diễn xuất uẩn trác sinh năm 2006, là một trong các sao nhí nổi bật lĩnh vực phim ảnh thời trang ở trung quốc ngày 24 tháng 6, trang ai gọi cô bé là tiểu trương tử di đánh giá cao tiềm năng của triệu uẩn trác trong điện ảnh trang 163 nhận xét diễn xuất của uẩn trác chín chắn hơn so với độ tuổi cô gái nghiêm túc trên trường quay biết chủ động học hỏi đào sâu tìm hiểu nhân vật uẩn trác cao hơn 1,65m cô bé gia nhập làng giải trí năm 9 tuổi, sau khi thắng giải một cuộc tuyển chọn người mẫu. 4 năm qua, Triệu Uẩn Trác thực hiện nhiều bộ ảnh thời trang, đóng quảng cáo, quay phim. Cô từng tham gia tiền đồ lớn lao, song Long Hội, Đại Giang Đại Há, Phi Đào Hữu Kiến Phi Đào. Diễn viên nhí được nhiều khán giả nhận xét có đôi mắt biết nói, cha của Uẩn Trác là bác sĩ, mẹ là cảnh sát. Ban đầu, cha mẹ cô bé không đồng ý cho con tham gia làng giải trí. Uẩn Trác thuyết phục gia đình để được làm công việc yêu thích mẹ của huẩn trác nói ngoài đời con gái năng động hoạt bát và nhí nhảnh